cũng ít quan tâm. Em nuôi con cho tới 6 tuổi thì ảnh ấy cơ hội nó mình buôn bán với mình đi làm lu bu quá để anh chăm sóc cho, với mình đi đây đi đó thì không có chăm sóc con tiện bằng ảnh. Rồi mình cũng nhiều lần đấu tranh á chị Vân. Và giờ con là đang ở với Với ba, đúng ba, không? Bao nhiêu lâu rồi em chưa gặp con? dạ, từ lúc ảnh bắt đi là tới giờ là nói chuyện điện thoại thì được một hai lần, xong rồi ảnh không cho biết luôn. Là em không gặp được con luôn, Dạ, là mấy năm rồi? từ lúc ly hôn tới giờ luôn là 8 năm 8 em. năm rồi không Dạ, gặp được con luôn. dạ. Thôi chuyện buồn nên cho qua đi, rồi từ từ mình giải À. quyết. Nước chảy về cội thôi mà. Có thể mọi người có một cái lý do riêng mà mình cũng chưa biết được. Vấn đề còn lại là bây giờ mình cái gì quá khứ cho nó qua. Chúng ta đang đi tìm những cái điều mới và hy vọng rằng mình sẽ chinh phục những điều mới đó để mình được hạnh phúc. Chị muốn hỏi Thuận á một câu là Thuận mong mỏi cái người phụ nữ sắp tới của mình á sẽ cần những cái điểm gì, những cái đức tính gì? Tức là cái điểm mà Thuận cần người bạn gái sắp tới là biết quan tâm và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, thông cảm cho nhau, những quá khứ đau buồn thì bỏ qua hết đi, quan trọng là những ngày sắp tới sẽ làm những Đúng gì rồi. sau những ngày sắp tới. Nhưng mà Thuận khẳng định một câu rằng nếu được đến với Thuận, Thuận sẽ lo cho bạn đó từ ấm no đến hạnh phúc. Rồi còn em sao? Em mong mỏi cái người bạn đời của mình sau này như thế nào? Dạ, em mong mỏi là người đó phải là trung thực, với lại là chia sẻ, không có được gia trưởng, phải về ăn chung cái bữa cơm với gia đình chứ không có được đi hoài. Đó, ý em vậy. Em đi với ai? Dạ, em đi chung với chị, với hai vợ chồng của cháu. Mời đại diện nhà gái. Hôm nay mình tới đây á, là mình thấy hai bạn rất là xứng đôi vừa lứa. Mới á, mà mình thấy hai người Mời em trai giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và Chào bạn em. gái bên kia của bức rèm và cái toàn bộ khán giả, một lời chào chân thương và trân trọng nhất. Em tên là gì? Dạ em tên là Trần Hoàng Đại Quốc Thuận. Là sao? Tên Trần là họ Trần, Hoàng là hoàng đế, Đại là nước lớn. Nói chung là tên em là Trần Thuận, là một người vua nước lớn ở họ Trần. Trời ơi. Trời ơi vậy luôn. Tên quá trời nổi luôn rồi. Em làm gì? Cuộc sống của em thì buôn bán bằng nghề tạo hình bong bóng nghệ thuật cho các em nhỏ ở các vùng quê và các tỉnh lân cận, trang trí các sự kiện và đám tiệc, cưới hỏi, event và tất cả cái vấn đề liên quan tới bong bóng dành cho những sự kiện lớn. Không, mà anh thích cái này lắm nè. Thuận nhiêu Dạ. tuổi Mấy đứa rồi nhỏ Thuận? con anh cũng thích nữa. Thuận Dạ, năm ơi. nay em 38 tuổi chị Hồng Vân ơi. Thuận 38 rồi. Rồi bây giờ tới gia đình mình đó, mình giới thiệu nè cưng. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam bên kia. Chào Dạ, em. chào quý vị khán giả và cùng các bạn xem chương trình. Dạ, em là Đào Thị Hảo, năm nay là 38 tuổi. Dạ, quê ở An Giang, hiện giờ sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Dạ, em làm kế toán chị. Em Dạ. làm ngành kế toán Dạ. hả? Em giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi, cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình. Điểm mạnh của em là năng động, vui vẻ, hòa đồng. Thích học hỏi. Còn điểm yếu thì hơi nóng tánh nhưng mà mau quên. Cái thứ hai nữa là có cái tính hơi cầu toàn, tức là mình làm cái gì rồi, khi mình đã nhận rồi thì mình phải làm cho nó xong và cho nó dứt khoát. Có tật xấu gì không em? Cái Tật tánh xấu bạn nói là là có, ví dụ như trong tuần thì mình làm việc rất là năng động và nói chung tận dụng hết thời gian, nhưng mà khi tới chủ nhật là dường như là thích ngủ. đúng rồi, ta làm nguyên tuần của chủ nhật Nguyên thích tuần ngủ chủ chuyện nhật bình thường mà, là ngủ. là ngủ thôi đó. Dạ Mai mốt ngủ. là chắc sau cái bữa nay là em không ngủ chủ nhật được rồi, tại phải Dạ. dành cho người mình yêu để đi chơi chứ, đúng không? Dạ. Rồi mời nhà trai, em có thể nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, giặt giũ, nói chung là rất là nhiều công việc khi bước ra thị trường, rất là cứng rắn giữa đám đông và làm mọi thứ là không ngại khó ngại khổ, và làm có thổi mọi việc gì khi người ta cần đến mình thì mình sẽ giúp. Còn điểm yếu ở đây, điểm yếu mà khó khăn nhất của Thuận là thứ nhất là đi xe lớn không được, Cái đò không được á. xe đò không được, và cái yếu điểm thứ hai của Thuận đây là sữa không được. Tức là Thuận năm nay đã 38 tuổi, 15 năm qua Thuận chỉ mặc quần sọt đi các nơi đây đó, ví dụ từ An Giang lên Sài Gòn hay là đi các tỉnh lân cận, kể cả vùng qua vùng ngoài vẫn vậy, Thuận chỉ mặc quần sọt như thường ngày vậy đó. Cũng nói bình thường thôi mà. Không, tại vì mình muốn nói sự thật cho bạn bạn nữ biết là như thế thế đó, quan Ủa trọng. Thuận,
Dạ nghe. Sao là em không mặc quần dài được hay gì? Hay là em chỉ thích mặc quần sọt? Em chào chị. Chào cưng. Tức là khi con người mặc quần sọt thì thay vì bị đánh giá của rất là nhiều người nói là em đẹp 3D. Nhưng mà tại em vì em muốn mặc quần sọt. Chứ thứ hai là thấy con người em cứng rắn và mạnh mẽ. Em làm bất cứ gì theo cái khả năng của mình. Với trường hợp thứ hai cho em hỏi chị Hồng Vân là thay vì em để móng tay như vậy nè, để nói trước bên là bạn nữ có chấp nhận được điều đó hay không? Tại vì móng tay này nó có liên quan với vấn đề là về cái nghề của nghề Thuận của là em. Làm bong bóng. Rồi còn có điểm gì cần nói nữa không? Điểm cần nói ở đây là Thuận nói thẳng là Thuận đã ly dị và đang nuôi con nhỏ hiện đang 9 tuổi. Ly dị được 4 năm. Ồ vậy hả? À con theo cha hả? Con theo cha. Cái việc mà em nuôi con vậy có gặp khó khăn gì nhiều không? Lúc đầu thì cũng gặp khó khăn nhưng mà em cố gắng thì cuối cùng nước mơ giờ em đã nuôi được bé như bình thường. Tức là mình có cái cách mà cố gắng tiếp thu và học hỏi nên ra mới nuôi được bé như vậy. Rồi có nghĩa là một lần đổ vỡ rồi ha. Dạ. Rồi muốn hỏi bên đây còn mình thì sao cưng? Dạ em cũng là một lần đổ vỡ. Nói chung là cũng do hai bên cũng lo kiếm tiền quá. Nhưng trong lúc hoàn cảnh đó mình cũng ít quan tâm. Em nuôi con cho tới 6 tuổi thì ảnh ấy cơ hội nói mình buôn bán chứ mình đi làm lu bu quá để anh chăm sóc cho, chứ mình đi đây đi đó thì không có chăm sóc con tiện bằng ảnh. Rồi mình cũng nhiều lần đấu tranh á chị Hồng Vân. Và giờ con là đang ở với ba đúng không? Dạ. Bao nhiêu lâu rồi em chưa gặp con? Dạ từ lúc ảnh bắt đi là tới giờ là nói chuyện điện thoại thì được một hai lần, xong rồi ảnh không cho biết luôn là em không gặp được con. Dạ. Luôn là mấy năm rồi? Từ lúc ly hôn tới giờ luôn là 8 năm. Tám năm rồi. Dạ. Không gặp được con luôn. Dạ. Thôi chuyện buồn nên cho qua đi rồi từ từ mình giải quyết. Nước chảy về cội thôi mà. Có thể mọi người có một cái lý do riêng mà mình cũng chưa biết được. Vấn đề còn lại là bây giờ mình cái gì quá khứ cho nó qua. Chúng ta đang đi tìm những cái điều mới và hy vọng rằng mình sẽ chinh phục những điều mới đó để mình được hạnh phúc. Chị muốn hỏi Thuận á một câu là Thuận mong mỏi cái người phụ nữ sắp tới của mình á sẽ cần những cái điểm gì, những cái đức tính gì? Tức là cái điểm mà Thuận cần người bạn gái sắp tới là biết quan tâm và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, thông cảm cho nhau, những quá khứ đau buồn thì bỏ qua hết đi. Quan trọng là những ngày sắp tới sẽ làm những gì. Đúng rồi. Sau những ngày sắp tới. Nhưng mà Thuận khẳng định một câu rằng nếu được đến với Thuận, Thuận sẽ lo cho bạn đó từ ấm no đến hạnh phúc. Rồi còn em sao? Em mong mỏi cái người bạn đời của mình sau này như thế nào? Dạ, em mong mỏi là người đó phải là trung thực, với lại là chia sẻ, không có được gia trưởng, phải về ăn chung cái bữa cơm với gia đình chứ không có được đi hoài. Đó, ý em vậy. Em đi với ai? Dạ em đi chung với chị, với hai vợ chồng của cháu. Mời đại diện nhà gái. Hôm nay mình tới đây á là mình thấy hai bạn rất là xứng đôi vừa lứa. Mới á mà mình thấy hai người có một cái, những cái mà tương đồng với nhau. Chị nghĩ là hai em á là có thể là tìm hiểu tiếp được. Chị rồi. Mong muốn vậy đúng không? Đúng rồi. Thuận đi với ai Thuận? Dạ em đi với anh gục của em là anh Đại Lâm. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở đây. Rồi chào anh. Thuận là em út của Đại Lâm. Nhưng mà cuộc sống sắp tới thì cũng như là Thuận là một cái anh chàng bán bong bóng. Và cũng mong mỏi một cái gia đình nhỏ hạnh phúc cho riêng mình. Và thật sự là ba má của Đại Lâm bà Thuận 69-70 tuổi rồi. Chưa ai dễ như ba má Đại Lâm. Chưa bao giờ biết ai làm giàu bao giờ. Còn bản thân Đại Lâm là trước đây là vận động viên chuyên nghiệp đá cho An Giang, công an thành phố Hồ Chí Minh, một lớn là một đất Bình Dương. Còn Trần Thận là bộ đội phóng viên và cũng là nghệ nhân bong bóng thổi bong mũi đầu tiên của Việt Nam. Đại Lâm rất muốn bạn đặt ở đây và Thận sẽ có thể em hiểu thêm được cái gì đó cho tụi em sắp tới như thế nào. Tại vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Và bản thân tôi 49 tuổi năm 72, tôi vẫn chưa vợ. Tại vì hoàn cảnh gia đình tôi nghèo quá, tôi không giúp được cho em mẫu tôi và tất cả gia đình, cho nên tôi tới giờ vẫn không lấy vợ. Tôi hy sinh vì cuộc đời tôi và ba má tôi và mẹ em tôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã có một chút xíu cảm xúc từ anh của em ha Thuận ha. Dạ dạ. Hy vọng rằng sau em anh lên mà thành công đó thì anh cũng có thể lên ngồi đây được ha. Đúng rồi. Chương trình sẽ hỗ trợ anh có thể kiếm sao? Một người hợp mời anh Lâm lên. Rồi, ok. Để tôi qua tôi coi nhà gái sao cái đã. Chào em gái. Chào anh Nguyên lên. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em không thích cái người đó là không có trung thực. Ví dụ như mình đi đâu là mình phải báo và mình phải đi đúng. Mình đi không biết mình làm xong mỗi buổi chiều là mình phải về với ăn cơm với gia đình. Tức là dạ. Em muốn bữa cơm gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Một cái mơ ước nó nhẹ nhàng thôi. Dạ. Mà đôi khi có những gia đình không có được điều đó. Dạ. Hy vọng ngày hôm nay thì em sẽ trò chuyện với Thuận
để tìm ra cái mấu chốt nào đó có thể hợp với mình nha. Yeah. Không, bây giờ mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Thuận. Có quà tặng em. Thì đó là đơn giản nhưng mà đã cả tấm lòng của anh dành cho em. Dễ thương lắm á. Trời, dễ thương quá. Em cũng muốn quà gửi cho anh. Thuận mở ra đi coi là cái gì Thuận. Rồi em nói cái ý nghĩa tại sao em tặng cái tượng kia. Dạ ý nghĩa của cái bức tượng đó là giống như là nếu mà em với anh đến đây thì đã là một cái duyên đó. Nếu mà hai người cho nhau cơ hội đó để tiến tới tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì em cũng muốn là mình sống với nhau đến bạc đầu giống như cái bức tượng đó, chứ không có nên thay đổi để lăng nhăng này nọ đi tìm người khác nữa, sống tới già. Rồi hai bạn cảm nhận về nhau đi. Thì anh cảm nhận về em thì em rất là xinh, rất là đẹp. Nhưng mà có một cái là anh xin được nói thẳng với nhau đây là về vấn đề bữa cơm cho chiều gia đình. Tại vì thường thường ngày làm món bóng của anh đúng 4 giờ rưỡi hoặc 5 giờ chiều là giờ cao điểm để thu nhập ngay giờ đó. Tại vì có những show người ta đặc biệt ngay giờ đó. Thành ra có thể không có bữa cơm gia đình ngay giờ đó được. Nhưng mà có thể mấy ngày khác chống thì ngày nào có thể ăn cơm nhà nguyên ngày vẫn được. Em thì nói chung là em rất là nghiêm khắc cả bản thân mình và trong gia đình những người thân luôn. Ví dụ như anh là, ví dụ sau này là ông xã em đi hoặc là con em, rất là nghiêm khắc. Em là kỷ luật lắm đó, anh thấy vậy đó. Tại vì em là mồ côi mà, em lo cho em út em từ nhỏ tới lớn và em cũng cưới hỏi hết luôn cho tụi nó. Và bản thân em là em cũng rất là nghiêm khắc với bản thân em. Về vấn đề đó thì anh giải thích cho em nghe là anh đã từng đi bộ đội và anh đã biết cách sống trong bộ đội như thế nào và nghiêm khắc như thế nào. Bộ đội là nghiêm khắc khác, còn ở đây là mình thực tế nè. Ví dụ đi về con ơi, con phải bỏ dép cho ngay, nón con phải máng chỗ nào và cặp con để ngay chỗ nào, con phải rửa tay trước khi vào ăn cơm. Ví dụ như vậy, đi học về nước mặt phải thương người lớn trước rồi tới ăn cơm cũng phải mời. Em sợ em ngại chỗ đó thôi, nào thì em nói thật chứ anh thì em cũng chịu đó. Chứ em là anh đảm bảo nếu mà anh đã chọn em thì không có ai qua nổi em, khẳng định tự tin như vậy luôn. Nói chung thì anh phải cố gắng lắng nghe những gì học hỏi những kinh nghiệm ngày sắp tới. Còn vậy thì anh cũng không biết nói sao, nhưng mà anh sẽ cố gắng chinh phục em trong những ngày sắp tới. Rồi một tuần, ví dụ như anh đi lên em một tuần được mấy lần? Anh ở An Giang hay ở trên đây? Em cho địa chỉ khu vực cụ thể, anh nhận show trên đây rất là nhiều. Nhưng mà tại vì do là anh chưa biết bạn nữ nằm vị trí nào. Ví dụ như bạn nữ lỡ mà nằm khu vực An Giang, em ở xã nào, khu vực nào? Em ở trên đây thôi đó. Em thì cũng sẽ số gấp cho cố gắng sắp xếp đến thăm em. Lấy nhau ở đâu? Ở bên nhà em hay ở bên nhà anh? Đó. Anh chưa nói nữa nè. Tôi chưa hỏi tới mà trả lời dứt khoát lẹ hết giờ. Đúng rồi. Nó anh cứ mắt em hối thôi mà. Đúng rồi đó. Lấy nhau ở đâu? Nơi nào thu nhập cao nơi đó anh sẽ sống. Đó anh cứ nói chung chung không mà sao xử lý tình huống được. Bây giờ em phải giới thiệu, bây giờ em ở Sài Gòn ở với ai? Em ở một mình. Nhà của ai? Dạ em ở nhà thuê. À nhà thuê. Hai đứa cùng thuê ở cũng được mà. Đó dạ. Rồi nếu mà về An Giang thì ở đâu? Ở đâu? Thuận. Về An Giang thì ở nhà em, công việc thì em sẽ cố gắng sắp xếp lo An Giang được. Khi em làm được cái toán còn cái chỉ cần chữ ký của em thôi. Là anh một chạy show bong bóng không kịp. Còn mặc sức đó hai đứa mà có đồng tiền thu nhập rồi mình sắm sổ và lo lắng những ngày hạnh phúc sắp tới. Đúng rồi đó, Thuận nói đúng đó em. Còn em muốn đi em du lịch về An Giang là rất là hợp lý. Bây giờ thôi, giờ vậy em đứng lên biểu diễn cho cô gái coi cái để biết cái tài nghề của em thế nào. Cho cái nhạc đi cho mình nghe. Tức là em thoải mái lắm. Bài Thảo, Thảo đứng lên hát Thảo.
Dạ, em xin gửi anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Em xin hát bài Lâu Đài Cát. Rồi. Đêm dài nhớ người, nước mắt ơi sao rơi hoài. Nhớ hoài giấc mơ xa xôi, đến rồi đi rất nhanh. Hôm nào dưới bờ các ta trao bao câu thề, sẽ muôn đời luôn bên nhau. Sao giờ đi chỉ mỗi em, lâu đài các mơ hồ. Vâng mơ tình yêu, hàng phi lao này đứng trông theo. Còn thương ai nhớ ai, xe chàng mãi xô bờ. Vâng mơ tình yêu, một mình ta mãi đứng bơ vơ. Vì ai đã đi rồi. Anh này hay cái này nè. Bây giờ em để cái bong bóng xuống kia kia đi. Bây giờ nè, em kiếm bài nào hát Thuận biểu diễn là một cái gì ấy, coi như là vợ hát chồng biểu diễn. Đúng rồi, anh khoái coi này lắm không á. Bây giờ nếu mà em anh không ngại, tức là bây giờ gì nè, nếu mà em thuộc bài bướm sinh á thì trong vòng chưa được nửa bài là con bướm nó ra xuất hiện rồi. Bài gì anh? Con bướm sinh á. Con bướm sinh á. Hay là tại vì em muốn bài nào thì em hát thoải mái đi, anh không có nghĩ gì đó, nhưng mà anh cảm nhận được cái khuôn nhạc bướm đi. Anh thích bướm. Kìa con bướm vàng, con bướm vàng xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bướm bay ba vòng, bướm bướm bay luôn ba vòng. Không biết tiếp tục lời ai, tiếp tục đi. Một bông hồng cho em và một bông hồng đổi cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để thời gian lớn lên. Đôi mắt hiền mẹ. Anh làm này thứ nhất là có nhạc, thứ hai là ngẫu hứng, là anh làm rất là nhanh. Ừ. Có gì nếu mà làm bị chập chừng là bị tâm lý là anh làm chậm lắm. Nhờ chiếc xúc tác của em làm nhanh lắm. Đó, bông hồng đẹp quá đó, kìa. Bông hồng nụ đàng hoàng. Đó, bông hồng này bông bụp. Thực chất á, là cái bộ môn nghệ thuật này rất là hấp dẫn luôn nha em gái. Nếu mà làm cái nghề này á, nó thật sự là dư sống luôn. Tại vì nói chung với Thảo vậy nè, đơn giản, từ Long An đảo về tới thành phố Cà Mau, người ta chỉ đăng tin tìm Facebook, tìm chú Hề và người trang trí tàu hình bóng thì người ta đã tan tên Thuận vào đó rồi, là làm ra rất là nhiều thu nhập đó. Rồi bây giờ Thuận nói một câu gì đó cho bạn gái nghe coi, nói rất ruột rất lòng, mình có sao nói vậy coi, mình mà tiến hành bấm nút. Hôm nay đến với chương trình là một cái duyên, và anh có cảm xúc đối với em. Nói chung là mình phải tạo nhau cho em cơ hội để đến với nhau. Anh sẽ lo lắng và quan tâm cho em cuộc sống sau này ấm no và hạnh phúc. Hay lắm. Rồi về vị trí ngồi. Thuận đã làm hết lòng rồi. Thuận đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để chinh phục bạn gái. Còn vấn đề bạn gái có bấm nút hay không mới là điều quan trọng. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta cảm giác đây là người mà chúng ta có thể thích, có thể cùng chúng ta đi suốt cuộc đời thì bấm. Đừng ngại ngùng, bấm bất kỳ lúc nào. Nếu thích là bấm. 1, 2, 3. Rồi. Vô. Nào. Làng kinh. Nè. Nắm tay của Thuận. Anh nói là bắt đầu kể từ giờ phút này, nắm tay chặt vô nha. Rồi, rồi. Bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên lên má của cổ đi. Đúng rồi. Nắm tay đi, tại đây chính micro. Ừ. Rồi, không còn sợ trúng micro nữa chứ. Nói chung như này Thảo, thì cơ hội chỉ đến hai mình một lần thôi. Mình phải giữ là cái hạnh phúc nhất. Một cơ hội chỉ lên bạn muốn hồi một lần thôi. Khi mình giữ tấm hình đẹp để sau này mình nhớ lại, lúc khi mà có con bé sau này nhớ lại hồi đó ba với mẹ đứng trên sân khấu này nè, là hãnh diện cả phút lắm á. Yeah. Anh nghĩ là đừng ngại gì hết. Được đó. Phải giữ lên phút đẹp. Ví dụ bây giờ em thoải mái đi chụp anh quay phim làm cho anh lấy bức ảnh, một cái bức ảnh đẹp cho anh. Để tay lên, để tay lên. Đừng ngại, đừng ngại chứ. Đó, để tay lên. Để sao là em lúc anh khách kỷ niệm đẹp lại. Rồi. Dạ, rồi ok. Hay quá, hay đó Thượng.